của chúng ta ngày hôm nay có sự hiện diện của một gương mặt rất thân quen với khán giả truyền hình cũng như là các đội bóng của Linh Trung Tín Group. Sau đây trân trọng kính mời cựu danh thủ Đặng Phương Nam lên chia sẻ với chúng ta về tầm quan trọng của các hoạt động thể thao phát triển sức khỏe con người. Vâng, xin kính mời anh Đặng Phương Nam ạ. Thứ nhất là tôi phải chia sẻ điều đầu tiên, đó chính là tôi thấy rằng là cái nhận định và cái chia sẻ của chị Nguyên Thủy về bóng đá là tôi thích hơn là chị Vi Thị Linh ngày hôm qua. Đó là cái nhìn của một nhà văn về bóng đá nhưng nó cũng thực sự là rất là sâu sắc. Và việc thứ hai nữa là tôi cũng rất muốn được chia sẻ cảm xúc của tôi ngay tại điểm tuyển này. Tôi cũng đã từng đá bóng dưới sân có rất nhiều khán giả, hàng vạn khán giả. Tôi cũng đã từng nói trên truyền hình, có rất nhiều người xem, có tới hàng ngàn, hàng triệu người xem. Nhưng mà chưa bao giờ tôi đứng trước nhiều ánh mắt nhìn tôi chăm chú như này, run quá. Rất là vinh dự, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn anh Đoàn Linh cũng như ban đốc của Linh Trung Tín cùng toàn bộ tất cả các bạn đã có vinh dự cho tôi được có mặt ở đây và cũng tạo điều kiện cho tôi được chia sẻ và nói chuyện với các bạn. Thứ nhất là tôi rất thích và rất ấn tượng với những gì đã diễn ra từ đầu đến bây giờ. Đặc biệt là tôi không nghĩ rằng anh Linh anh lại nói hay đến thế. Anh trên sân đánh bóng anh ấy lầm lì lắm, anh chẳng bao giờ anh nói câu nào, cũng không nhắc ai, cũng không chỉ đạo ai, anh cứ lầm lì anh đá thôi. Nhưng mà anh nói và anh phân tích thì rất sâu và rất kỹ. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một lý do tại sao người ta làm lãnh đạo và đang lãnh đạo trong một cái tập đoàn rất là thành công. Việc thứ hai nữa, chúng ta đã biết cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta tập trung vào cái vấn đề thương hiệu và vấn đề con người. Thì tôi cũng chia sẻ một câu chuyện là một cái cảm xúc của tôi bây giờ cũng khá là vui. Bởi vì một số bạn nếu như theo dõi thông tin mạng và thông tin báo chí trong suốt thời gian vừa qua thì đối với cá nhân tôi thì có một việc rất là buồn. Đó là trong thời gian vừa qua thì cái trung tâm đào tạo bóng đá Viettel, mà trước đây tiền thân là câu lạc bộ bóng đá Thể Công, có nguy cơ là có thông tin là giải tán. Và thông tin đó đã có rồi và đã có kết luận của tổng đốc tập đoàn rồi. Đấy, nhưng vừa rồi ngồi ở dưới kia thì tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại có nói của một người tập đoàn nói rằng là khả năng đó sẽ không xảy ra. Và trung tâm đào tạo bóng đá Viettel của tôi vẫn tồn tại và tôi vẫn có việc. Tôi kể câu chuyện này với các bạn một chút vì tôi muốn nhấn mạnh những việc thương hiệu. Đúng là chúng tôi đã có kết luận của tổng đốc giải tán bởi vì Viettel là một đơn vị doanh nghiệp cũng giống như các bạn thôi và trung tâm bóng đá Viettel thì nó không mang lại lợi nhuận cho tập đoàn. Và một trong những chỉ tiêu của tập đoàn là kiếm ra tiền và trong khi trung tâm đào tạo bóng đá Viettel không kiếm ra tiền có nghĩa là người ta hoàn toàn có thể cắt bỏ mình theo ý người ta muốn. Và cũng kể chuyện luôn các bạn là ngày hôm qua thì tôi bị đích danh giới truyền thông cũng như là vào phòng truyền thông của tập đoàn gọi điện thoại xuống phê bình tôi. Lý do tại sao tôi lại có những cái chia sẻ, những cái phê phán và những cái không hài lòng với tập đoàn ở trên trang Facebook cá nhân của tôi. Tôi có chia sẻ rất nhiều. Thực sự là tôi rất là buồn bởi vì khi mà giải tán một đội bóng, giải tán một đơn vị ấy, thì các cầu thủ trẻ, 160 cầu thủ trẻ của chúng tôi bơ vơ ra đường thì tôi cũng chia sẻ rất là nhiều. Và tôi còn nói là tại sao Viettel bỏ ra nhiều tiền như thế để làm cái chương trình trái tim cho em, cứu chữa nhiều trái tim như thế mà bây giờ chỉ cần một chữ ký thôi làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim khác. Thế là được đăng báo. Vâng, có lẽ là tôi cũng may mắn được nhiều người quan tâm, được đăng báo và được rất nhiều những bài báo có nhân lên nhân 10. Và đích danh sáng qua thì phòng truyền thông gọi xuống kiển trách, nhắc nhở, đề nghị anh Nam có những phát ngôn và có những cái phát biểu đúng đắn về tập đoàn cũng như là về thương hiệu của tập đoàn. Tôi thì tôi cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đấy là quan điểm cá nhân tôi. Tôi nhận được quyết định của tập đoàn và tôi có những phản ứng cá nhân tôi, kể cả tập đoàn không hài lòng và tôi có thể ra đi, đó cũng là quyền của tôi cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tôi thấy rằng có thể vô tình thôi, cái sự chia sẻ của tôi cùng với tất cả rất nhiều những tình cảm, những người quan tâm khác đến cái thương hiệu trung tâm nói về theo thương hiệu Thể Công, người ta đã dấy lên một cái làn sóng phản ứng và chính cái làn sóng đó nó ảnh hưởng đến trực tiếp tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và người ta đã có những cái sự động thái thay đổi. Thế tôi nhấn mạnh rằng đó chính là thương hiệu. Chúng tôi đã xây dựng được thương hiệu, trung tâm đào tạo bóng đá Viettel đã xây dựng thương hiệu, Thể Công đã là một thương hiệu cực kỳ lớn rồi. Thì nó cho thấy rằng đấy, có thể là đến thời điểm này chúng tôi không làm ra tiền, chúng tôi không có những cái lợi ích khác, nhưng cái thương hiệu của chúng tôi vẫn cực kỳ lớn. Và một câu chuyện nữa đó là rất nhiều cổ động viên của Thể Công, người ta nghe nói Viettel không sử dụng trung tâm đào tạo bóng đá Viettel nữa, người ta bảo người ta cũng cắt sim Viettel luôn, người ta chuyển sang dùng mobile. Thì nó cũng là một câu chuyện, một bài học liên quan thương hiệu đúng không ạ? Thì đó cho thấy rằng chúng ta HKFone, chúng ta cũng đang làm thương hiệu rất là tốt. Tôi cũng chia sẻ nó thật rằng cách đây 2 năm, tôi không biết HKFone là gì cả.
cũng không biết Lương Trung Tín là ai. Tôi thì cũng thỉnh thoảng đọc mạng, cách đây cái thời gian khoảng một năm đây thì đọc mạng cũng biết rằng là Đan Trường là đại sứ thương hiệu. Rồi sau đó thì tôi có quen với bạn Điệp và bạn Điệp cũng giới thiệu là em có một công ty của em rất là đam mê bóng đá và anh tổng giám đốc cũng rất là đam mê và muốn mời anh về giúp phát triển bóng đá phong trào. Thì từ đó tôi mới biết đến HK Phone, biết đến HK Buy, đến IMU rồi đến tất cả mọi người và đến Lương Trung Tín. Thì tôi bắt đầu đi ra đường và tôi nhìn, rõ ràng là thấy rất nhiều, bắt đầu có những cửa hàng, có những cửa hiệu. Tôi đi đâu, tôi đi Thanh Hóa tôi cũng nhìn thấy, tôi đi công tác Đà Nẵng rồi Sài Gòn tôi cũng đều nhìn thấy những cái thương hiệu. Và rõ ràng có một gì đó nó cảm thấy rất thân quen và tôi thấy mừng cho cái sự phát triển của các bạn. Các bạn đã phát triển rất rộng và rất lớn, cái thương hiệu của bạn cũng đã nhiều người biết đến hơn. Và tôi cũng rất là cảm thấy rất là vui, một phần nào đó vui khi mà tôi cũng đã một phần nào đó kết hợp được các bạn với Tuấn Hưng trong cái vai trò thương hiệu đại sứ. Và tôi nhớ rằng anh Long đang còn nợ tôi một cái điện thoại. Vâng, nó vui vậy thôi, tại vì tôi cũng hoàn toàn trên cái cơ sở là tôi và Tuấn Hưng là bạn bè, thì Long có chia sẻ với tôi rằng muốn mời Tuấn Hưng thì tôi ok, tôi kết nối mọi người và rõ ràng là cái sự hợp tác giữa hai bên đã đi đến kết quả cuối cùng. Và tôi hy vọng rằng cái sự thành công, sự hợp tác đó nó sẽ mang lại thành công nhiều nhiều hơn nữa. Bởi vì đây tôi nghĩ rằng là một cái bước đi rất là đúng đắn, các bạn cần nhiều người nữa biết đến các bạn. Người ta phải biết đến mình đã, rồi sau đó người ta dùng mình với thích mình hay không thì nó sẽ là chuyện khác. Đấy, các bạn phải làm cho người ta biết. Thì hồi giống như tôi chẳng biết gì về HK Phone cả, nhưng tiếp xúc với HK Phone, tiếp xúc với Lương Trung Tín, tiếp xúc với ban đốc, tiếp xúc với tất cả mọi người, tôi thấy rằng một không khí rất tốt đây thì tôi mới cảm thấy yêu mến và muốn gắn bó với nơi này nhiều hơn. Thì đấy là cái tôi nghĩ rằng quan điểm chia sẻ của cá nhân tôi thôi. Ngoài ra tôi cũng muốn nói chuyện tiếp nữa, một câu chuyện nữa đó là anh Linh cũng nhấn mạnh về cái môi trường làm việc. Cái này thì tôi nghĩ hoàn toàn đúng đắn thôi. Cá nhân tôi cũng cho là như thế. Cái môi trường làm việc cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải tạo được môi trường thực sự tốt, thực sự hoàn hảo thì nó mới giúp chúng ta thực sự phát triển. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái môi trường làm việc mà trong giới bóng đá thôi. Ví dụ các bạn nhìn thấy cái lứa cầu thủ U19 của Hoàng Gia Lai đúng không ạ? Đó là một cái lứa cầu thủ thực sự tài năng và rất là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nhưng tại sao họ lại có được thành công như bây giờ? Bởi vì họ đã xây dựng được một cái môi trường quá hoàn hảo để người ta đào tạo cầu thủ phát triển. Các em nhỏ được tuyển chọn từ lúc 11, 12 tuổi. Được nuôi dạy theo những cái chế độ rất là đặc biệt, mà được ăn uống đầy đủ, được đào tạo trong môi trường mà gần như là cực kỳ trong lành, cũng như là những cái hiện đại nhất, những cái phương pháp hiện đại nhất của khoa học của thế giới, của Arsenal. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy đó, những cái sản phẩm người ta ra 18 tuổi, ra sân đá bóng dẫn chức trả rất tài năng, trả lời lưu loát trước những cuộc phỏng vấn rồi tất cả mọi thứ. Thì chúng ta cho rằng nếu như chúng ta tạo được môi trường tốt, Linh Trung Tín tạo được môi trường tốt thì các bạn cũng sẽ có những cán bộ xuất sắc, cũng có những thành viên xuất sắc. Thì đấy là những cái điều mà tôi rất muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay trong những cái câu chuyện với Linh Trung Tín trong cái buổi lễ tổng kết và vinh danh quý 2. Bây giờ thì tôi muốn có một câu hỏi vui một chút. Tối nay các bạn có biết World Cup sẽ diễn ra trận đấu nào không ạ? Anh đều em tối nay đá trận nào nhỉ? Anh đều chưa? Argentina gặp ai ạ? Vâng, ai là cổ viên của Argentina ạ? Ai là viên Bỉ ạ? Vâng, có lẽ đây là một câu chuyện rất là vui thôi. Tại vì tôi là một người rất đam mê bóng đá và tôi nghĩ rằng rất nhiều trong số các bạn cũng sẽ đam mê bóng đá và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ theo dõi những cái trận đấu tối nay thôi. Và tôi cũng thú thật là tôi đã từng chơi cá độ. Đã từng, ví dụ như World Cup này có thể là 500, 1 triệu với bạn bè và đôi khi là cũng gọi cho người quen chơi. Nhưng tôi hiểu và tôi hiểu được cái việc đấy là một cái vui vẻ, một cái rất là đơn giản trong cuộc sống bóng đá thôi. Nhưng không phải ai cũng hiểu được như vậy. Tôi cũng kể luôn các bạn một cái tấm gương mà có lẽ là rất nhiều các bạn trong biết, đó là một cầu thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam, cầu thủ Vũ Như Thành, một người đàn em của tôi, cùng quê Nam Định, cùng phát triển từ đào tạo bóng đá Nam Định. Là một cầu thủ tôi đánh giá rằng một cầu thủ tài năng nhất trong vòng 20 năm gần đây của bóng đá Việt Nam. Và các bạn có biết không, anh ta đã từng có một số tài sản lên đến 20 tỷ. 20 tỷ cho một cá nhân, anh là cầu thủ giàu nhất của Việt Nam. Nhưng đến bây giờ, Như Thành không một xu dính túi và suốt ngày phải trốn nợ. Nó là gì? Bởi vì anh ta cá độ. Nói chung là câu chuyện này nó hơi ngoài lề một chút. Cũng các bạn thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ không rơi hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà chúng ta không biết trước được điều gì xảy ra. Bởi vì như bạn Ánh đã nói rồi, đã dính vào là nó sẽ có những cái hệ lụy rất khác. Ngày hôm nay chúng ta thêm một chút. Tôi thì tôi khẳng định là tôi không có máu cờ bạc. Ví dụ được 500, 1 triệu tôi cũng không vui vẻ, hoặc là khao bạn bè mời thôi. Nhưng có những người
thắng 1 triệu thì thích thắng nhiều hơn, thua 1 triệu thì lại muốn gỡ, rồi sau đó nó cứ nhân lên, bao giờ cũng thế thôi. Anh Như Thành anh cũng như thế, lúc đầu anh cũng là anh Nam ơi, anh có chỗ nào quen không, đánh cho em 1 triệu với. Đấy, xong rồi lúc sau, một thời gian sau thì lại anh ơi, có chỗ nào quen không, giúp em 10 triệu chẳng hạn. Đấy, rồi cứ thế nhân lên và đến lúc, đến bây giờ thì chúng ta đã thấy cái câu chuyện đấy rồi. Thì nhân nay cũng là một câu chuyện vui của World Cup thôi, thì cũng là một cái chia sẻ với tất cả các bạn, và hy vọng rằng nó một cái phần nào đó để các bạn nhìn nhận và suy nghĩ lại bản thân mình, để chúng ta luôn luôn có cái sự chuẩn mực trong cuộc sống. Và lời cuối cùng thì tôi cũng mong rằng tôi sẽ luôn được có mặt ở những cái buổi tổng kết quý 2, rồi quý 3, quý 4 của năm nay, của năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa. Và tôi mong muốn rằng quy mô của nó sẽ ngày càng lớn hơn và các buổi nó sẽ được tôn vinh nhiều hơn. Và thực ra là tôi cũng rất là theo dõi rất kỹ cái phần của bạn Ánh vừa trình bày, cái phần mà 5% nhân viên bị sa thải đúng không ạ? Thực ra thì quy thuật đào thải nó cũng là rất chính xác, ở đâu cũng thế thôi. Đội bóng của tôi cũng thường xuyên 1 năm 6 tháng cũng phải thanh lọc 1 đến 2 đến 3 người rồi bổ sung cái mới. Nhưng tôi mong muốn rằng nếu như quý 3 không có ai bị sa thải hoặc là chỉ là 1%, 2% thôi. Bởi vì nếu như tất cả các bạn ở đây các bạn đều xứng đáng thì không có lý do gì chúng ta phải sa thải cả. Đúng không ạ? Các bạn xứng đáng với mức lương của mình, xứng đáng với công việc của mình, các bạn phấn đấu, các bạn làm tròn trách nhiệm thì không ai có quyền gì để sa thải các bạn cả. Và tôi nghĩ tôi mong muốn cái điều đó. Tôi mong muốn rằng có thể là đến tổng kết quý 3 chị Ánh chị tổng kết rằng chỉ có 2% sa thải thôi. Đấy là điều tôi mong muốn nhất. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Đặng Phương Nam với những chia sẻ rất là cởi mở chân thành và những câu chuyện rất thú vị của anh ạ. Vâng, xin chúc anh luôn có sức khỏe dồi dào để cùng sát cánh với đội bóng của Linh Trung Tính Group. Vâng, xin cảm ơn anh.